Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 12 giờ hôm nay, vị trí bão số 2 ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc, 108,9 độ kinh Đông trên Vịnh Bắc Bộ. Bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Trong 3 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 7, tâm bão số 2 có vị trí 20,7 độ vị Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông. Bão mạnh cấp 10 giật cấp 12 và tiến sát vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày mai ngày 23 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 và đi sâu vào biên giới Việt Trung. Do giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-20 độ vị Bắc, nối với cơn bão số 2 nên ở đảo Phú Quý, Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Ở Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 7. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển phía đông của Bắc và giữa biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, trong 24 giờ tới, phía tây bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2 tới 5 mét. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 tới 4 mét. Cảnh báo, ngày và đêm ngày 23 tháng 7, Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 1,5 tới 3 m biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của Nam Biển Đông, bao gồm phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, từ đêm ngày 22 tới ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau. Đông Bắc Bộ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 200mm ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, đề phòng chiều cường cao vào chiều các ngày 22 tới ngày 23 tháng 7, kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7, bão số 2 đã tăng lên cấp 9, giật cấp 11 và đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 2 đang ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km h giật cấp 11. Từ ánh mây vệ tinh có thể thấy là sáng nay, vùng mây đối lưu của bão đang bao trùm vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng trưa nay, bão số 2 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Dự báo 7 giờ sáng mai, tâm bão ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng, cường độ bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Trong sáng và trưa mai, bão đi vào đất liền hai tỉnh này, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sáng ngày 22 tháng 7 còn có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 23 tháng 7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, độ cao sóng tăng dần lên 2-4m, tới vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, sóng biển cao 1,5-2,5m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định đề phòng chiều cường cao vào buổi chiều ngày 22 và ngày 23 tháng 7 kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực. Từ đêm nay đến ngày 24 tháng 7 ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực ven biển bắc bộ và khu vực đông bắc bộ từ 100-200 mm có nơi trên 250 mm các nơi khác ở bắc bộ và thanh hóa 50 tới 100 mm có nơi trên 150 mm ngoài ra ngày và đêm ngày 22 tháng 7 ở khu vực bắc và trung trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm cục bộ có nơi trên 70 mm chiều tối và đêm ngày 22 tháng 7 ở khu vực phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa 15 tới 30 mm có nơi trên 70 mm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi, để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đà nẵng đã ban hành công điện đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và đài thông tin duyên hải đà nẵng thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi hoặc là không đi vào khu vực nguy hiểm kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi, vân vân. Các sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc, 111,4 độ kinh đông trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 tới 74 km/h giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 tới 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km h Đến 7 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ vị Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 giờ tới, bão tiếp tục giữ nguyên hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km h đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9. Trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới không đổi hướng đi với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp Đến 7 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Về tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển phía tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Vào lúc 13 giờ chiều ngày 21 tháng 7, tâm bão số 2, tên quốc tế là Prapiron, ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 tới 74 km/h, giật cấp 10. Theo nhận định mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc vào sáng ngày 22 tháng 7, bão số 2 sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới, tiếp tục đi vào vịnh Bắc Bộ rồi đổ bộ đất liền khu vực Đông Bắc của miền Bắc nước ta. Với kịch bản này, trong 24 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 7, tâm bão trên khu vực ven biển phía tây bắc của đảo Hải Nam với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới và đi vào vịnh Bắc Bộ, sau đó đầu bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của miền Bắc. Đến 13 giờ chiều ngày 23 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc của miền Bắc với cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 tới 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 7, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía đông khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, biển động mạnh. Từ sáng ngày 22 tháng 7, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2 tới 4 m Vùng gần tâm bão 3 tới 5 m Trên đất liền, dự báo từ đêm ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó tổng lượng mưa khu vực Đông Bắc Bắc Bộ từ 100 tới 200 mm, có nơi trên 250 mm, các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 tới 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa bão có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất ở các sườn dốc do mưa lớn kéo dài. Bão số 2 hình thành từ một vùng áp thấp ở khu vực phía đông khu vực giữa Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào sáng ngày 19 tháng 7. Đây là xoáy thuận nhiệt đới, tức là bão hoặc áp thấp nhiệt đới thứ ba hình thành và hoạt động ngay trong Biển Đông từ đầu mùa bão năm nay cho thấy thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.